Nếu các chị đẹp nhà mình đang tìm kiếm một em đầm Sun A đơn giản, nhẹ nhàng, đồng thời che được khuyết điểm bụng dưới tốt thì đừng bỏ lỡ cái em đầm mã sản phẩm TTV1555 này nha. Trong mình màu đen thì tất nhiên mặc lên cực kỳ gọn gàng cho mình rồi. Bên cạnh đó là các chị da ngâm như bánh mật cứ yên tâm mà diện ha. Thiết kế mẫu đầm này nhà em tạo điểm nhấn cho mình là ở phần thân trên đây. Đó, dạng cổ tim và từ chính giữa dài sang bên tay trái thì em sẽ có kết hợp cho mình là dạng nút bọc. Bên cạnh nút bọc là sẽ có phối thêm cho mình những cái đường lượng sóng, gợn sóng rất là lạ mắt cho mình luôn nha. Phần tay thì em thiết kế cho mình là dạng tay cánh tiên. Các chị hoạt động thoải mái vi vu tư luôn, không có lo bị to quá ha. Đặc biệt là các chị có bắp tay to thì cứ yên tâm mà diện, đường nào cũng sẽ che được rất là tốt luôn. Mẫu đầm này nhà em được may bằng chất liệu vải là cô tông lan cao cấp một lớp, không có kèm lót bên trong ha. Mình vải thì khi các chị sờ vô á, nó rất là mịn luôn, mịn trơn mát, mà đặc biệt nữa nó rất là nhẹ nhàng, không có kiểu bị hầm bí hay là bị nặng nề các chị nhé. Size số mẫu đầm này là từ 45kg đến 73kg là mình mặc vừa, tương đương là em trên rốn 90 quay đầu là sẽ ok ha. Các chị ơi cần hỗ trợ vấn đề gì thêm cứ bình luận lên video này, các bạn tư vấn về nhà em sẽ hỗ trợ ngay thời điểm cho mình ha.